Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đến với giờ học môn vật lý lớp 12 do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên kết hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên tổ chức Thầy xin tự giới thiệu Thầy là Nguyễn Chí Huy giáo viên vật lý của Trường Trung học Phổ thông Phù Cử Các em thân mến Trong chương 5 thì các em đã được nghiên cứu một số các hiện tượng ví dụ như hiện tượng tán sắc ánh sáng hiện tượng giao thoa ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, vân vân. Các hiện tượng này nó đã cho chúng ta biết một điều, ánh sáng có tính chất sóng. Vậy ngoài tính chất sóng ra, ánh sáng còn có tính chất nào thú vị nữa không? Sau đây, thầy mời các em cùng thầy quan sát hai cái hình ảnh sau đây. Cái hình ảnh thứ nhất, các em nhìn thấy trên màn đây chính là các cái tấm pin quang điện hay người ta còn gọi là pin mặt trời pin quang điện thì các em biết là nó được ứng dụng từ rất lâu ra đời từ rất lâu và nó được ứng dụng ngày càng rộng rãi từ những chiếc máy tính cầm tay cho đến ô tô máy bay và bây giờ các em biết là ở việt nam nói riêng đang xây dựng rất nhiều các nhà máy điện mặt trời được sử dụng các cái tấm pin mặt trời này để cung cấp điện năng dân sinh. Thiết bị thứ hai các em nhìn thấy trên màn đó chính là cái cảm biến hồng ngoại, cảm biến hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại này thì các em biết một điều nó được gắn vào làm linh kiện cho các cái thiết bị giám sát an ninh, các thiết bị điều khiển tự động. Vậy bây giờ một câu hỏi đặt ra là cái cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc của hai cái thiết bị này như thế nào nó dựa trên nguyên tắc nào thì thầy cùng với các em hôm nay sẽ nghiên cứu tiếp chương thứ sáu lượng tử ánh sáng các em thân mến trong chương trình vật lý lớp 11 các em học các em đã biết là có hai cách người ta có thể tạo ra được các electron bật ra khỏi bề mặt của một tấm kim loại Cách thứ nhất đó là người ta nung nóng cái tấm kim loại đó làm cho các electron bật ra khỏi hẳn bề mặt của nó và nó được gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron. Cách thứ hai là người ta sử dụng các ion để người ta bắn phá. Vậy ngoài hai cách này ra thì còn có cách nào có thể làm các electron bật ra khỏi bề mặt của kim loại hay không? Hôm nay thầy cùng với các em sẽ nghiên cứu tiếp bài thứ nhất của chương và là bài thứ 30 của chương trình. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng. Chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhất hiện tượng quang điện. Một nhỏ thí nghiệm của Heck về hiện tượng quang điện. Đầu tiên, thầy xin giới thiệu với các em về các dụng cụ thí nghiệm mà Heck đã sử dụng. Cái dụng cụ thứ nhất đó chính là cái tĩnh điện kế. Tĩnh điện kế này các em biết là nó có chức năng kiểm tra sự nhiễm điện của các vật. Dụng cụ thứ hai là một tấm kẽm và các tấm kim loại đã được tích điện, đặc biệt là tích điện âm. Dụng cụ thứ ba là một tấm thủy tinh. Tấm thủy tinh. Và dụng cụ thứ tư đó là một nguồn sáng hồ quang. Các em biết là cái nguồn sáng hồ quang là một nguồn sáng rất giàu các tia tử ngoại. Ví dụ, đó chính là nguồn sáng hàn điện mà các em đã nhìn thấy trong khi mà người ta hàn các cái vật liệu bằng kim loại. Để hiểu rõ về thí nghiệm này thì sau đây thầy mời các em sẽ quan sát một cái video thứ nhất về thí nghiệm. Trước khi quan sát cái thí nghiệm này bằng video thì thầy muốn các em quan sát cho thầy thật kỹ về cái số chỉ của cái kim tĩnh điện kế. Các em lưu ý là trên này cái trên cái cần của tĩnh điện kế người ta đã gắn sẵn một tấm kẽm tích điện âm. Gắn sẵn một tấm kẽm tích điện âm. Khi đó kim của tĩnh điện kế các em nhìn nó đang bị lệch khỏi cái vạch số 0. Vạch số 0 chính là cái vạch tương ứng với trục của cái kim tĩnh điện kế. Cái cần của tĩnh điện kế này. Bên này chính là cái đèn hồ quang điện. Đèn hồ quang điện. Đèn hồ quang điện này là một nguồn sáng giàu tia tử ngoại. Và các em hãy quan sát giúp thầy... Cái góc đạch của kim điện kế trước và sau khi mà người ta chiếu cái ánh sáng hồ quang vào cái tấm kẽm. Bây giờ các em sẽ quan sát giúp thầy cái video này. Khi người ta chưa cho ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm, các em nhìn thấy góc lệch kim điện kế đây. Sau đó người ta cho ánh sáng chiếu vào cái tấm kẽm ở phía trên. Các em nhìn thấy kim của tính điện kế nó đã bị lệch về vạch số 0. Đã bị lệch về vạch số 0. Vậy một câu hỏi đặt ra là lý do tại sao khi người ta dùng ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm trên cái cần của tính điện kế thì góc lệch của kim tính điện kế lại giảm dần về đến không lý do tại sao lại như vậy à các em biết một điều là tính điện kế là một thiết bị dùng để đo cái độ lớn của điện tích của cái tấm kẽm này vậy khi mà ánh sáng chiếu vào tấm kẽm ánh sáng hồ quang này chiếu vào tấm kẽm làm cho góc lệch của kim điện kế giảm về đến không. Điều đó chứng tỏ điện tích của tấm kẽm này đã bị mất đi, đã bị mất đi. Vậy thì nó mất đi đâu? Điện tích của tấm kẽm này nó mất đi là do khi được chiếu bằng ánh sáng hồ quang, các electron nó đã bật khỏi bề mặt của tấm kẽm, bật khỏi bề mặt của tấm kẽm ra ngoài. Vậy từ video thứ nhất, chúng ta sẽ đưa ra được một cái kết luận rất quan trọng sau đây. Ánh sáng hồ quang có khả năng làm bật electron khỏi mặt tấm kẽm. Ánh sáng hồ quang có khả năng làm bật electron khỏi mặt tấm kẽm. Thế thì ở đây, ngoài thí nghiệm này ra, hét còn thực hiện với rất nhiều các thí nghiệm khác khi mà hét thay cái tấm kẽm này bằng các tấm kim loại khác tích điện âm. Hiện tượng xảy ra tương tự Vậy, hiện tượng khi mà chiếu ánh sáng vào các kim loại làm cho các electron bật ra khỏi bề mặt của nó, người ta gọi đây là hiện tượng quang điện ngoài. Vậy bây giờ thầy cùng các em sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, phần 2 nhỏ là định nghĩa hiện tượng quang điện. Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài và người ta gọi tắt là hiện tượng quang điện. Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Và các em lưu ý, đây là hình vẽ thầy mô phỏng. Các electron ở tấm kẽm được bật ra trong quá trình chiếu sáng, được bật ra trong quá trình chiếu sáng. Người ta gọi các electron được bật ra này là các electron quang điện. Các electron được bật ra khỏi tấm kẽm khi được chiếu sáng, người ta gọi đây là các electron quang điện. Sau đây, thầy uh, xin mời các em quan sát tiếp một cái video thứ hai. Cái video này thì uh, các em hình dung một cách đơn giản nó cũng giống với video 1 thôi nó chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là trong video thứ hai người ta sử dụng thêm một tấm thủy tinh để người ta chắn đường truyền của ánh sáng phát ra từ cái đèn hồ quang điện kia chiếu đến tấm kẽm mời các em quan sát tiếp cùng với thầy cái video thứ hai các em thấy là trên cần của tính điện kế này người ta vẫn gắn sẵn cái tấm kẽm thích điện âm và đây chính là cái tấm thủy tinh tấm thủy tinh các em hãy quan sát giúp thầy cái góc lệch của kim điện kế khi mà dùng tấm thủy tinh để chắn đường sáng hồ quang và khi người ta bỏ ra nhìn vào video thì kem thấy một điều là khi mà người ta dùng tấm thủy tinh chắn thì lúc này góc lệch của kim điện kế không bị thay đổi vậy một câu hỏi đặt ra tại sao khi mà chắn đường truyền của chùm sáng vào tấm vào cái đường bằng cái tấm thủy tinh đó thì lúc này điện tích của tấm kẽm không bị mất đi các em biết một điều là trong cái bài số 27, bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại các em đã được học thì tia tử ngoại nó bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh. Do vậy, trong trường hợp này khi người ta sử dụng tấm thủy tinh để người ta chắn đường truyền của ánh sáng hồ quang đến tấm kẽm thì toàn bộ tia tử ngoại bị thủy tinh này hấp thụ, do đó nó không làm gây ra hiện tượng quang điện cho tấm kẽm lúc này nên từ thí nghiệm thứ hai chúng ta có thể đưa ra được một kết luận rất quan trọng. Tia tử ngoại thì có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm, còn ánh sáng nhìn thấy thì không. Tia tử ngoại có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm, còn ánh sáng nhìn thấy thì không. À, các em thân mến, bằng rất nhiều các thí nghiệm khác nữa. Người ta khi người ta sử dụng một ánh sáng đơn sắc nhất định và người ta chiếu vào bề mặt của các kim loại xem hiện tượng quang điện nó có xảy ra không thì người ta thu được một kết quả là đối với mỗi kim loại cái ánh sáng kích thích nó phải có một cái bước sóng không lớn hơn một giá trị lambda không nào đó của kim loại ấy thì mới có khả năng gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại. Trong đó thì cái lambda không người ta gọi đó là giới hạn quang điện của kim loại. Vậy thông qua nhiều thí nghiệm và người ta đã khái quát hóa lên thành định luật và người ta gọi định luật đó là định luật về giới hạn quang điện. Sau đây thầy mời các em sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo phần thứ hai định luật về giới hạn quang điện. Nội dung của định luật đối với mỗi kim loại Ánh sáng kích thích phải có bước sóng lambda ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện lambda 0 của kim loại đó mới gây ra hiện tượng quang điện. Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng lambda ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện lambda 0 của kim loại đó mới gây ra hiện tượng quang điện. Để ta có hệ thức lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0. Để hiểu rõ nội dung của định luật về giới hạn quang điện, sau đây thầy sẽ cung cấp cho các em bảng số liệu về giới hạn quang điện của một số các kim loại. Bảng này thầy cập nhật trong sách giáo khoa Vật lý 12 do Bộ Giáo dục phát hành năm 2019. Ở bên cột phía bên trái, các em nhìn thấy đây chính là các kim loại. Cột về bên phải chính là giới hạn quang điện, lambda 0 của mỗi kim loại tương ứng. Vậy nhìn vào bảng số liệu, chúng ta hiểu thế nào là giới hạn quang điện? Thì các em hiểu một cách đơn giản như thế này. Giới hạn quang điện là bước sóng dài nhất trong chân không có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại. Bước sóng dài nhất trong chân không có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại Tại sao ở đây thầy lại phải nói với các em cái bước sóng trong chân không? Vì các em biết một điều, ánh sáng khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì bước sóng của nó bị thay đổi. Và các số liệu người ta đo đạc được trong cái bảng này nó chính là các số liệu đo đạc bằng thực nghiệm và thực hiện trong môi trường chân không. Ví dụ đối với bạc giới hạn quang điện của nó lambda 0 bằng 0,26 micromet hoặc kẽm bằng 0,35 micromet. Nói cách khác, các em hiểu như thế này. Khi mà mình sử dụng những ánh sáng kích thích có bước sóng dài nhất thì chỉ được bằng cái giới hạn quang điện của cái kim loại này thôi mới gây ra được hiện tượng quang điện cho nó. Giả sử kẽm chẳng hạn Giới hạn quang điện của nó là 0,35 micromet. Và đây là lý do tại sao trong cái video thứ hai các em quan sát được người ta sử dụng tấm thủy tinh để người ta chắn đường truyền của ánh sáng hồ quang đến thì lại không gây ra hiện tượng quang điện cho kém. Cái thứ hai, các em hình dung như thế này. Mỗi một kim loại thì nó có một cái giới hạn quang điện lambda không nhất định có một giá trị lambda không nhất định. Nói cách khác, giới hạn quang điện của mỗi kim loại là đặc trưng riêng của kim loại đó. Không có kim loại nào giống kim loại nào cả. Đặc trưng. Và cũng trong bảng số liệu thì nó cho chúng ta biết một điều là với các kim loại thường, bạc, đồng, kẽm, nhôm để gây ra được hiện tượng quang điện cho nó thì bắt buộc ánh sáng kích thích phải có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,26 micromet đến 0,36 micromet. Mà các em biết, các ánh sáng này là các ánh sáng thuộc vùng tử ngoại. Còn các kim loại kiềm và các kim loại kiềm thổ ở phía dưới, Canxi, Natri, kali cesi bước sóng giới hạn quang điện của nó tương ứng là 0,43 micromet đối với canxi và 0,58 micromet đối với cc. Vậy, để gây ra được hiện tượng quang điện cho các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ này thì chúng ta chỉ cần sử dụng ánh sáng nhìn thấy. Các em biết là ánh sáng nhìn thấy là ánh sáng nằm trong vùng khả kiến, có bước sóng từ 0,38 micromet đối với ánh sáng tím và 0,76 micromet đối với ánh sáng đỏ ở đây chúng ta chỉ cần sử dụng ánh sáng nhìn thấy là đã gây ra được hiện tượng quang điện cho một số các kim loại này rồi vậy các em hiểu một điều để gây ra được hiện tượng quang điện cho một kim loại thì với kim loại nào giới hạn quang điện của nó càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện hơn càng dễ gây ra hiện tượng quang điện hơn các em thân mến. Thầy cùng các em bây giờ sẽ quay lại cái thí nghiệm của Heck ở trong phần thứ nhất. Các em biết là muốn cho các electron được bật ra khỏi bề mặt của kim loại để trở thành các electron quang điện, tức là để có hiện tượng quang điện xảy ra thì cái năng lượng của chùm sáng kích thích này nó phải đủ lớn để làm cho các cái electron này thắng được cái liên kết giữa nó với mạng tinh thể của kim loại mới có thể bật ra khỏi bề mặt của nó và gây ra hiện tượng quang điện. Vậy theo như cái chương số 5 chính là chương sóng ánh sáng, nếu như bây giờ chúng ta vận dụng lý thuyết sóng ánh sáng vào để chúng ta đi giải thích hiện tượng quang điện ngoài. Các em xem là liệu rằng có thể giải thích nổi không? Các em thân mến, nếu các em coi ánh sáng là sóng thì sóng bao giờ cũng truyền đi một cách liên tục. Vậy nếu chúng ta sử dụng một chùm ánh sáng kích thích nào đó chiếu vào một tấm kim loại nếu chúng ta vẫn tiếp tục chiếu cái chùm ánh sáng đó thì nguồn sáng này nó vẫn tiếp tục cung cấp cái năng lượng cho các electron ở bên trong cái kim loại đó. Và khi mà cái năng lượng của chùm sáng truyền cho các electron này đủ lớn thì các cái electron nó sẽ thắng được cái liên kết giữa nó với cái mạng tinh thể này và bật ra bên ngoài trở thành các electron quang điện tức là lúc đó có hiện tượng quang điện xảy ra điều đó nó minh chứng là nếu như ta cho tiếp tục cho ánh sáng chiếu đến thì cái năng lượng ở đây nó cũng sẽ nhận được một cách là liên tục các em hãy tưởng tượng là giống cái trường hợp trong gia đình của mình mà các em đun một cái ấm nước ở trên cái bếp ga nếu như cũng cùng một cái ấm nước đó khi mà các em vặn nhỏ lửa thì cái thời gian nước sôi nó lâu hơn còn nếu như các em vặn to lửa thì cái thời gian đun sôi nước nó sẽ nhanh hơn nhưng dù lâu hay nhanh kết quả cuối cùng nước ở trong ấm của người ta nó vẫn sôi tức là nhiệt lượng ở đây nó vẫn truyền một cách liên tục vì bếp của người ta vẫn đang được để liên tục cũng giống như ánh sáng ở đây nếu ta cho ánh sáng chiếu liên tục đến tấm kẽm tức là tấm kim loại thì năng lượng của nó cũng nhận được một cách liên tục thì đến một lúc nào đó năng lượng của nó đủ lớn thì nó sẽ phải thắng được cái liên kết này và bật ra bên ngoài trở thành cái electron quang điện nhưng có một vấn đề các em thấy như thế này nếu nói như thế thì chúng ta lại phải đưa ra một cái kết luận là vậy khi sử dụng ánh sáng kích thích với mọi bước sóng ta đều có thể gây ra được hiện tượng quang điện cho các kim loại nhưng trong thực tế từ các thí nghiệm về hiện tượng quang điện chúng ta thấy rõ ràng ở trong hiện tượng quang điện ở đây có sự lọc lựa cái bước sóng của ánh sáng kích thích qua cái bảng số liệu về giới hạn quang điện thì các em thấy rất rõ muốn gây ra được hiện tượng quang điện cho một kim loại nào đó thì buộc bước sóng của ánh sáng kích thích đó phải luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại ấy nghĩa là hiện tượng quang điện ở đây nó có tính lọc lựa cái bước sóng của từng ánh sáng một điều đó nó xảy ra một cái mâu thuẫn chúng ta không thể dùng cái thuyết sóng ánh sáng để chúng ta đi giải thích cho cái hiện tượng quang điện được chính từ cái mâu thuẫn này mà người ta buộc phải đưa ra một cái lý thuyết mới để giải thích cho nó vậy thầy cùng các em sẽ nghiên cứu tiếp phần thứ ba đó là thuyết lượng tử ánh sáng phần thứ nhất là giả thuyết của bà lăng bà lăng đưa ra giả thuyết này vào năm 1900 nội dung của giả thuyết lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra còn h là một hàng số lượng năng lượng nói trên được gọi là lượng tử năng lượng ký hiệu epsilon bằng hf với H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 dung dây. H gọi là hằng số và lăng. Các em chú ý hằng số H này nó được đo đạc bằng thực nghiệm. Và khi mà đã là giả thuyết thì các em phải hình dung một điều nó có thể đúng, nó có thể chưa đúng, nó có thể hoàn thiện hoặc nó có thể chưa hoàn thiện. Thì mãi đến 5 năm sau, tức là vào năm 1905 thì nhà bác học người Đức Einstein đã dựa vào giả thuyết của Planck này và xây dựng lên thành thuyết gọi là thuyết lượng tử hay tên gọi khác của nó là thuyết photon ánh sáng. Nội dung của thuyết Thứ nhất, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. À, Einstein quan niệm mỗi một chùm sáng là một chùm hạt và mỗi một hạt là một photon ánh sáng. Mỗi hạt là một photon ánh sáng. Nội dung thứ hai, với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf các em cần lưu ý mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f các photon đều giống nhau nghĩa là gì trong một chùm ánh sáng đơn sắc thì tất cả các photon có cùng một năng lượng bằng hf tương ứng các chùm sáng đơn sắc khác nhau thì đương nhiên năng lượng của các photon sẽ khác nhau nhưng trong một chùm sáng đơn sắc thì các photon này đều giống nhau và nó có cùng một cái năng lượng là HF tương ứng. Nội dung thứ ba. Trong chân không, photon bay với tốc độ C bằng 3 x 10 mũ 8 m trên dây dọc theo các tia sáng. Các em chú ý trong chân không. Vì các em biết là trong các môi trường khác nhau, vận tốc truyền của ánh sáng sẽ thay đổi dẫn đến vận tốc của các photon thay đổi. Do đó, trong môi trường trên không thì các photon nó sẽ bay với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng các em đã biết. 3 x 10 mũ 8 m trên giây dọc theo các tia sáng. Nội dung thứ tư, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon tông. Đây là nội dung rất quan trọng của thuyết lượng tử ánh sáng. Các em biết là nội dung này nó khẳng định cho chúng ta một điều Các kim loại khi mà nó nhận ánh sáng thì nó nhận một cách gián đoạn Tức là chiếu một chùm sáng đến một tấm kim loại Thì lúc đó mỗi phô tông này nó sẽ truyền toàn bộ cái năng lượng của nó cho một electron thôi Cho một electron thôi Đây chính là nội dung của thuyết lượng từ ánh sáng Khi sử dụng thuyết lượng tử thì thầy lưu ý với các em mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là không có photon tông đứng yên. Các em nhớ là các photon tông thì luôn luôn tồn tại ở trạng thái chuyển động. Lưu ý thứ hai, năng lượng phô tông không đổi khi chuyển đi. Vấn đề này thì vừa rồi thầy đã nói rồi, đối với một chùm sáng khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tần số của nó là không đổi do vậy năng lượng của photon không đổi trong quá trình truyền đi lưu ý thứ ba năng lượng của một chùm sáng đơn sắc được xác định bằng n epsilon trong đó các em hiểu epsilon ở đây nó chính là năng lượng của một photon còn n chính là số photon có trong chùm sáng. Vậy, năng lượng của một chùm sáng thì bằng n nhân epsilon. Lưu ý thứ tư là công suất phát xạ của chùm sáng đơn sắc thì được xác định bằng năng lượng của chùm sáng đó trong một đơn vị thời gian t. P bằng E trên t. Trong đó các em lưu ý t ở đây đơn vị chuẩn của nó là đơn vị dây. Vừa rồi các em đã được nghiên cứu xong cái nội dung của thuyết lượng tử và cái lưu ý này. Bây giờ mục tiêu của thuyết lượng tử đưa ra đó là làm thế nào đó để chúng ta phải đi giải thích được một cách thấu đáo về hiện tượng quang điện mà Heck đã đưa ra năm 1887. Thì ở đây bây giờ thầy cùng các em sẽ vận dụng nội dung của thuyết để chúng ta đi giải thích ba là giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thiết lượng tử như các em biết là hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp thụ photon của ánh sáng kích thích bởi electron trong kim loại thứ hai là mỗi photon bị hấp thụ thì nó sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron quay lại cái thí nghiệm vừa rồi mà các em đã được quan sát các em thấy một điều như thế này trong hiện tượng quang điện muốn các electron bứt ra khỏi bề mặt của kim loại để trở thành các electron quang điện thì năng lượng của chùm sáng kích thích nó phải đủ lớn để thắng được cái năng lượng liên kết A nào đấy của các electron với mạng tinh thể của kim loại này nếu như năng lượng của cái chùm sáng kích thích đủ lớn Thì thắng được cái liên kết giữa cái electron với mạng tinh thể của kim loại Thì lúc đó hiện tượng quang điện xảy ra Các em hãy tưởng tượng hoàn toàn giống cái trường hợp này Bây giờ các em muốn bứt một cái quả cam ra khỏi cái cành cam Rõ ràng là bây giờ các em cần phải có một cái năng lượng đủ lớn Ít nhất là phải lớn hơn một chút so với năng lượng liên kết giữa quả cam đó với cái cành của nó thì chúng ta mới làm cho quả cam này rời khỏi canh của nó được. Cũng giống như ở đây cũng vậy, muốn ánh sáng làm các electron bật ra khỏi bề mặt kim loại thì cái năng lượng của cái chùm sáng đó phải lớn hơn hoặc bằng ít nhất là phải bằng so với cái công thoát của electron khỏi kim loại này. Và cũng từ cái bảng số liệu về cái giới hạn quang điện thì các em biết một điều là mỗi một kim loại có giới hạn quang điện khác nhau cũng giống như ở đây để có hiện tượng quang điện thì với mỗi kim loại đó chúng ta phải sử dụng một chùm sáng kích thích khác nhau. Do đó ở đây nếu chúng ta đã đặt cái năng lượng của mỗi một phô tông là HF thì điều kiện cần HF phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng A. Với A đây chính là cái công thoát của các electron khỏi kim loại và công thoát các em biết nó phụ thuộc vào bản chất của vật liệu tức là phụ thuộc vào các kim loại hay chúng ta có thể viết hc trên lambda lớn hơn hoặc bằng a vì mối quan hệ giữa f và c với lambda trong môi trường hình không là f thì bằng c trên lambda nên ta có hc trên lambda lớn hơn hoặc bằng a từ đây ta suy ra được lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng hc trên a. Vì với một kim loại nhất định hc và công thoát a đều là những hàng số. Cái a này nó phụ thuộc vật liệu. Vì vậy người ta đặt tỷ số hc trên a này là lambda không. Từ đây ta có lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Đây chính là điều kiện để có hiện tượng quang điện xảy ra mà các em được nghiên cứu trong cái phần định luật về giới hạn quang điện. Bây giờ để hiểu rõ và sâu sắc nội dung của bài thì thầy cùng với các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó chính là phần luyện tập. Câu hỏi số 1. Câu này thuộc câu 1 mã đề 201 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda, gọi h là hằng số Planck, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là phương án A. lambda trên hc phương án B lambda C trên H. Phương án C lambda H trên C. Và phương án D là HC trên lambda. Trước khi trả lời bất kỳ một câu hỏi nào hay làm bất kỳ một bài tập nào thì thầy lưu ý điều quan trọng nhất là các em phải đọc thật kỹ đề xem người ta cho các dữ kiện nào người ta yêu cầu mình tìm đại lượng nào thế thì ở đây đây thuộc câu hỏi nhận biết về cái biểu thức của năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc thì cái này thầy hướng dẫn luôn các em dễ dàng các em lựa chọn được phương án đúng ở đây chính là phương án d epsilon thì bằng hc trên lambda Câu số 2 Câu này thuộc câu 16 Mã đề 203 Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Năm 2018 Công thoát electron Của một kim loại Là 7,64 x 10 mũ 19 run Lấy H Bằng 6,625 Nhân 10 mũ 34 Run dây C bằng 3 x 10 mũ 8 Mét trên dây giới hạn quang điện của kim loại này là phương án A 0,36 micromet, phương án B 0,43 micromet, phương án C 0,55 micromet và phương án D 0,26 micromet. Trước hết, thầy muốn các em quan sát kỹ đề bài và xem người ta cho các dữ kiện gì? Ở đây, đầu tiên người ta cho chúng ta công thoát. Giá trị của nó là 7,64 x 10 mũ trừ 19 run. Thứ hai, cho hàng số và lăng, hàng số vận tốc ánh sáng. Người ta yêu cầu xác định giới hạn quang điện của kim loại đó. Thầy hướng dẫn các em như sau. Đây là một bài vận dụng đơn giản. Vì vậy, các em chỉ cần áp dụng công thức lambda 0 bằng HC trên A. Lúc vừa rồi chúng ta đã chứng minh trong cái phần thứ ba. Từ đây, thay số. Các em có kết quả được lambda 0 bằng 0,26 Nhân 10 mũ trừ 6 mét hoặc bằng 0,26 micromet các em đối chiếu kết quả tính toán được với các phương án cho trong đề thì phương án mình lựa chọn ở đây chính là phương án D 0.26 micromet. Do thời gian các em ở nhà nhiều, do vậy thầy hướng dẫn các em một số các câu hỏi để các em tự học ở nhà. Câu thứ nhất, các em hãy quay lại cái thí nghiệm của Heck ở trong phần 1 nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang. Tại sao? Đây chính là câu hỏi C1 trong sách giáo khoa. Các em về nhà suy nghĩ và trả lời giúp thầy câu hỏi này. Ý thứ hai, các em tìm hiểu giúp thầy phần thứ tư ở trong sách giáo khoa, lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và câu số 3, ngoài đơn vị của năng lượng người ta sử dụng là đơn vị jun thì người ta còn dùng đơn vị electron volt hoặc là mega electron volt ký hiệu ev vậy các em tìm hiểu cho thầy biết một electron volt thì tương đương với bao nhiêu jun và ngược lại bài học của chúng ta đến đây kết thúc thầy xin cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các em trong các buổi học tiếp theo xin trân trọng cảm ơn